tác giả Trương Vu Giang, tên thật là Trương Thành Đường, là cựu phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay tác giả sống và sáng tác tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Là người yêu thơ, đã có thơ in trên các báo, tạp chí từ địa phương đến trung ương từ những năm tháng còn là sinh viên. Gần đây, tác giả đã chọn một số bài thơ của mình và in thành tập thơ riêng, lấy tên là Ở Trọ Non Ngạc, để ghi lại những kỷ niệm một thời, để nhớ về quê hương và để nhớ ơn mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió. Tập thơ đầu tay Ở Trọ Non Ngạc gồm 50 bài thơ của Trương Vu Giang đã được nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành cuối năm 2023 vừa qua. Tôi là một người ở xa quê tới phục vụ công tác tại Lâm Đồng, thì với ý nghĩa đó là tôi ở vùng đất Đà Lạt Lâm Đồng này cũng trên 30 năm rồi, cho nên Ở Trọ Non Ngàn với một ý nghĩa là đúc kết một quá trình mình cống hiến và công tác ở đây ạ. Và cái này tôi thay ngén tất cả những bài thơ tôi làm là gần 40 năm, đúc kết lại cái trải nghiệm và cái tâm sự của mình trên vùng đất này đã nuôi dưỡng để cái cảm xúc nó dâng trào. Trương Vu Giang sinh ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Năm 19 tuổi, tác giả lên đường nhập ngũ ở Đồng Nai. Đến năm 1988 xuất ngũ. Sau đó Trương Vu Giang theo học khoa ngữ văn trường Đại học Đà Lạt. Khi tốt nghiệp đã về công tác tại huyện Đơn Dương, rồi luân chuyển về Đà Lạt đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho đến khi nghỉ hưu. Chính vì vậy, tập thơ Ở Trọ Non Ngàn không chỉ chất chứa tình cảm sâu nặng của người thơ dành cho quê hương Quảng Nam, mà còn gửi gắm những khát vọng muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho xứ sở Non Ngàn, vùng đất Lâm Đồng. Thì tâm sự của tôi á, là muốn trang trải một nỗi niềm, một tâm sự của một người làm thơ, một người luôn luôn là trải lòng mình ra với cuộc sống. Và từ cuộc sống này đã cho tôi những cảm xúc nhất định, những cái niềm tin yêu sống để mà mình tiếp tục cống hiến và phục vụ cho cuộc đời này. Là ý tôi cũng không có gì cao xa là gửi gắm là bày tỏ, nhưng mà chủ yếu là gửi gắm đến tất cả mọi người là một cái tâm sự của một người con của quê hương xa xứ công tác phục vụ với mảnh đất Đà Lạt Lâm Đồng này ạ. Những bài thơ trong tập Ở Trọ Non Ngạn thể hiện tình cảm da diết về con người, cảnh vật, cuộc sống xung quanh. Tình yêu quê hương, đất nước, những chiêm nghiệm trong cuộc sống thường nhật đã mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm sâu sắc qua từng trang viết. Tại buổi giới thiệu, các văn nghệ sĩ đã cùng nhau đọc nhiều bài thơ của Trương Vu Giang và phân tích những tứ thơ mình yêu thích, sẻ chia cảm xúc, suy nghĩ khi đọc thơ. Tôi với nhà thơ Vu Giang là bạn thanh niên từ thời làm công tác đoàn ở huyện Đơn Dương. Hai anh em thời đó cũng sau những cái buổi đi làm về thì cũng ở tập thể cọc cạch ôm đàn làm thơ làm nhạc.
có cái sự đồng điệu với nhau về thơ và nhạc từ thời đó. Và khi nghe anh được ra mắt tập thơ thì tôi cũng có mở ra xem và nhớ lại một cái thời hai anh em cùng nhau công tác, cùng nhau thả hồn trong những cái vần thơ, những câu nhạc. Thì nay khi xem lại thì chúng tôi lại thăng hoa cảm giác đó. Bản thân tôi thì khi đọc cái bài Siêu Bước thì nhớ lại một thời hai anh em cũng bay bổng thơ nhạc. Thì có những cái cảm xúc đối với những cái hoàn cảnh, đối với những cái cảm xúc trong cái cuộc sống. Thì tôi xin mạnh dạn phổ cái bài Siêu Bước để tặng anh được nhân dịp ra mắt này, để thể hiện cái tấm lòng của mình đối với những người bạn thân trước đây. Trường Vũ Giang đã tự tạo cho mình một lối đi riêng, khơi dậy những đam mê một thời của chàng sinh viên khoa văn ngày nào. Thế là tác giả đã say sưa viết. Viết trước hết là trả nợ những ân tình, những nhớ thương và tri ân mảnh đất mình đã sinh ra và mảnh đất đã nuôi dưỡng mình trưởng thành. Chính những cảm xúc đẹp này đã lay động và chạm sâu vào lòng người đọc. Tập thơ Ở Trọ Non Ngàn của nhà thơ Trương Vũ Giang là khúc tâm tình của anh đối với lại cuộc đời, đối với lại tình yêu, với cuộc sống. Với ba cái nội dung cơ bản, đó là tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa và quan điểm sống, anh đã gửi đến người đọc nhiều thông điệp. Dù ở cái đề tài nào, anh cũng đã hướng về phía rất là tích cực, rất là thiết tha với cuộc đời. Vậy cho nên trong cái hoàn cảnh mà hiện nay anh không được khỏe lắm thì còn gửi đến chúng ta, những người đọc, một cái thông điệp rất là hay nữa. Đó là dù người ta ở trong hoàn cảnh nào cũng hãy sống yêu đời, bởi chính cái lòng yêu đời sẽ giúp cho con người ta có thể thắng vượt được cả bệnh tật. Những bài thơ viết trên nền cảm xúc thật, ngôn từ bình dị, người đọc cũng dễ đồng cảm. Bình dị mà mới mẻ, sáng tạo, tập thơ đã thể hiện quan niệm về tình yêu và cuộc sống đầy ân tình của anh với cuộc đời. Chính vì vậy mà các văn nghệ sĩ đã chia sẻ, cảm nhận, đánh giá về tập thơ Ở Trọ Non Ngàn của tác giả Trương Vũ Giang trong tâm tình đầy trân quý. Chúc mừng tác giả Trương Vũ Giang với đứa con đầu lòng. Mong tác giả tiếp tục có thêm những sáng tác mới, đóng góp tích cực vào hoạt động văn học nghệ thuật Lâm Đồng.